dựa vào cái chính sách lương của xe em taxi thì nó ra được cái thu nhập của em là 24.012.000. Bắt đầu từ huyết áp này, đây là các khoản chi phí và cũng như là thuế, cũng như là các khoản khấu trừ của em chịu trong một tháng vừa qua, tất tần tật là 8.457.000. Tụt huyết áp chưa anh em? 2.401.000. Wow, đấy là trừ thuế, em bị mất 2.400.000 tiền thuế. Khá là đau đấy anh em nhỉ? Ok, hello các bác nhá. Chào mừng các bác đến với video mới nhất của em. Em là Vũ Tuấn Anh, một tài xế xanh SM taxi, và em ở đội SMC07, đội Anh Thành. Ok, hôm nay thì em sẽ làm một cái video mà anh em thực sự rất quan tâm đấy. Thì trước em có làm cho anh em một cái clip gọi là cách tính thu nhập của mình như thế nào, thì nó ở trong phạm vi là 12 ngày thôi anh em nhé. Đấy, thì hôm nay ấy, em sẽ làm một cái clip là thực tế sau 1 tháng thì tài xế xanh SM taxi nhận được về bao nhiêu. Ở cái video này ấy, thì nó sẽ có một là doanh thu là mình bao nhiêu và cách tính doanh thu thực sự của mình là bao nhiêu. Tiếp theo ấy, là các phần chi phí mà mình phải chịu. Em mà em đang chạy ở Hà Nội, chi phí nó sẽ là bao nhiêu. Và tiếp theo đó là phần thuế. Thuế tài xế tính như nào? Ok chưa? Và khi mà khấu trừ hết tất cả mọi thứ thì thực chất tài xế xanh SM taxi nhận được về bao nhiêu. Đấy là hôm nay là cái nội dung video như vậy. Và trước khi vào video ấy, cho phép em được gửi một lời chúc đến tất cả các khán thính giả và các bác tài ở trên kênh của em. Một lời chúc là gia đình luôn mạnh khỏe, công việc thì thuận lợi may mắn, và nhất là anh em cùng vững vàng tay lái và vạn dặm bình an. Ok không nào? Anh em cùng thắt dây an toàn và cùng lên đường. Ok. Vâng, không mất thời gian của anh em nữa và vào đề luôn. Mục đầu tiên, mục doanh thu của em, thì sau 1 tháng em đã đạt được mức doanh thu là 41.281.000. Wow. Tuy nhiên ấy, đây không phải là cái doanh thu để tính ra được cái thu nhập của em. Tại vì trong cái doanh thu này ấy, nó đang có chứa 8% thuế giá trị gia tăng của khách hàng. Đấy. Thế thì khi mà tính được cái doanh thu để mà tính ra thu nhập của em ấy, thì phải trừ đi 8% đó. Và sau khi trừ 8% đó ấy, thì em doanh thu thực tế của em chỉ đạt có 38.223.000 đồng thôi. Chuẩn từng các anh em nhá. Vâng. Thì từ cái doanh thu này ấy, dựa vào cái chính sách lương của xanh em taxi thì nó ra được cái thu nhập của em là 24.012.000. Đó là cái mức thu nhập của em đó. 24.012.000. Nếu như anh em thắc mắc ấy, không biết là em tính kiểu gì mà ra 24.012.000 ấy, thì anh em hãy xem lại cái clip trước của em là cách tính thu nhập anh em nhé. Còn đây em chỉ nói là cái kết quả của em thôi, là 24.012.000. Đó là toàn 1 tháng của em nhá. Ok, không biết là anh em có hào hứng với cái khoản thu nhập này không. Nếu như anh em ok rồi ấy, thì chúng ta bắt đầu tụt huyết áp này. Đây là các khoản chi phí và cũng như là thuế, cũng như là các khoản khấu trừ của em chịu trong 1 tháng vừa qua, và thực tế em nhận được bao nhiêu thì các bác cùng theo dõi. Rồi đến mục thứ hai là mục chi phí. Chi phí đầu tiên của em là chi phí ăn. Chi phí ăn thì em tính nhẹ nhàng cho em là 3 triệu một tháng cho riêng em. Em chưa tính em có con, có vợ hay gì khác, nhưng em tính riêng em là 3 triệu. Ok. Chi phí thứ hai là chi phí rửa xe và dọn nội thất. Em dọn 1 tháng là 5 lần vừa qua, là em mất 250.000. Đấy. Tiếp theo đó là chi phí điện. Các bác ạ, chi phí điện thì em đã mất là 2.207.000 trong tháng vừa qua. Thì thực chất ấy, cái này là một cái điểm cộng cho các xe điện. Thì tất cả các hóa đơn thanh toán đều rõ ràng rành mạch hết trên app. Kể cả anh em chạy trong 1 năm, anh em vẫn còn những cái hóa đơn đó, và anh em có thể xem lại từng đồng một là mình đã hết bao nhiêu tiền điện. Đấy, cái này là một cái điểm cộng cho những dòng xe điện anh em ạ. Thì em hết 2.207.000, và cái trung bình chạy 1 tháng của em ấy, em chạy mất một ngày tầm 100-130 cây số một ngày anh em nhé. Ok. Rồi, chi phí tiếp theo là chi phí chuồng. Nếu như anh em ở Hà Nội, anh em ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi nếu như anh em ở quê nhưng em đang ở Hà Nội, em mất tầm 1 triệu tiền chi phí chuồng. Đấy. 1 triệu là mình tính rất là nhạc nhẹ rồi anh em ạ. Còn những nơi 800,
Còn những nơi trung tâm thì có thể tính đến 2 triệu anh em ạ. Cái này anh em tự tính vào nhé. Rồi tiếp theo là chi phí nhà trọ. Nhà trọ thì anh em có thể ở ghép với những anh em khác hoặc là tự thuê, nhưng em tính ở đây là 2 triệu mặt bằng chung. Ok. Vậy thì tổng cái khoản chi phí của em ấy, tổng khoản chi phí của em đang phải chịu tất tần tật là 8.457.000. Tôi thấy đáp chưa anh em? 8.457.000 là tất tần tật ăn uống ngủ nghỉ sạc xe điện. Rồi từ 24.012.000 trừ đi 8.457.000 thì em chỉ còn lại, wow, số quá đẹp, 15.555.000. Và chưa hết đâu anh em nhá, chúng ta cùng khấu trừ tiếp. Cái khoản tiếp theo mà em phải chịu chi phí đó là chi phí thuế. Thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân thì nó chỉ trừ 10% trên cái tổng thu nhập của em mang về. Tất cả những chi phí này của em lại không được khấu trừ. Cho nên ấy, cái 10% em phải chịu là chịu trên 24.012.000. Là em phải trừ đi 2.401.000. Wow. Và em chỉ còn 13.154.000 thôi anh em ạ. Đấy là trừ thuế, em bị mất 2.400.000 tiền thuế. Wow. Khá là đau đấy anh em nhỉ. Và còn một cái phần khấu trừ nữa của em, đó là phần cọc tiền giữ lại. Thực ra là cái này thì cũng không gọi là chi phí, nhưng mà em cứ trừ đi nhá, tại vì em chưa nhận được mà. 13.154.000 ấy, trừ đi 3 triệu tiền giữ lại thì em đang còn 10.154.000. Đây là phần em có thể tiết kiệm được anh em ạ. Đấy, sau một tháng lăn lộn thì em có thể có 10 triệu cho vào gửi tiết kiệm. Chính xác là như vậy đấy. Tại vì tiền nhà, tiền ăn ở, tiền sạc xe này, tất cả mọi loại tiền em đã tính vào đây rồi. Trừ những cái phần gọi là tiền đi học này, tiền gọi là tiền từ thiện này, hoặc là tiền cho ai gì đó, hoặc là tiền đi ăn chơi này, thì em không tính vào đây. Thì vì mỗi người mỗi khác, nhưng mà em tính trên cái sinh hoạt cơ bản thì em đang có 10.154.000. Nếu như mà không tính cái phần mà cái phần giữ lại 3 triệu ấy, cọc 3 triệu ấy, thì em đang được 13 triệu đấy. 154.000 sau một tháng cày. Ok. Đó là tất tần tật, từ doanh thu đến chi phí, đến thuế, đến các phần khấu trừ. Các bác nắm được rõ chưa? Vậy thì em sẽ đến phần thứ hai lớn, đó là cái phần mà gọi là thảo luận, tranh luận xem là cái nghề này nó có đáng để làm không, và cái mức thu nhập này nó là cao hay thấp ở Việt Nam. Thì trước khi tranh luận ấy, thì các bác có thể gọi là comment cho em một chút xuống dưới là cái nghề nghiệp của các bác đang là nghề gì. Có thể là bác sĩ, có thể là kỹ sư, có thể là xe ôm công nghệ, có thể là xe SM Bike. Và các bác hãy comment cho em biết bên dưới là cái thu nhập của các bác là bao nhiêu. Như cái bảng lương này của em ấy, thì thực chất cái lương của em sau khi trừ thuế đi thì em đã được 24 triệu trừ 10%. Là em thực chất mức lương của em đang là 21 triệu 600 đấy anh em ạ. 21 triệu 600 trừ đi chi phí tiêu pha các thứ kia thì nó mới còn bằng đấy thôi. Còn thực chất là em là đầu hai rồi, là cửa trên rồi đấy các bác ạ. Ok. Và tiếp theo ấy, để mà tranh luận với các bác ấy, thì phải nói đến cái tính chất nghề nghiệp này như nào, và cái số thời gian em bỏ ra để mà có được cái thu nhập này là bao nhiêu, đúng không? Cái tính chất của cái nghề taxi này nó như thế nào. Thực chất ấy, em cũng đã làm một cái video rồi, một cái video trước ấy, đừng nên đăng ký xanh anh em taxi nếu chưa biết những điều này ấy. Đó là những cái nhược điểm và những cái gọi là tính chất đặc trưng của cái nghề. Có rất nhiều những yếu tố ảnh hưởng đến một cái nghề nghiệp gọi là có phải là tốt hay không. Tuy nhiên em sẽ nêu cái cảm nhận của em trước tiên. Em là một người em đã chạy trong ngành xe ôm công nghệ được phải đến 4 năm rồi. Em ở đây 4 năm rồi anh em ạ. Không những em chạy mà em còn tiếp xúc với rất nhiều các bác chạy xe ôm công nghệ cũng như taxi công nghệ. Cũng như là em hàng ngày em trả lời những cái câu hỏi hoặc là
những cái thắc mắc của các bác trong ngành thì em thấy ok. Một câu gọi là ngắn gọn thôi nhưng mà dễ hiểu là ok. Đối với cái mức thu nhập này 21.600.000, wow. Có thể nó sẽ là 2 tháng làm của xe công nghệ đấy anh em ạ. Nhưng mà ấy, nắng không đến mặt, gọi là nắng mưa ok hết, anh em có thể cân được hết. Và tuyệt vời hơn nữa là anh em không cần phải đầu tư, không phải đầu tư một con xe 400-500 triệu. Wow. Tức là nó tuyệt vời. Tự nhiên mình được trải nghiệm những cái mà nó vượt tầm mình ấy, đúng không nào? Thế anh em thử tưởng tượng xem, mình làm ví dụ 15 triệu một tháng đi, tiết kiệm 10 triệu một tháng, thì bao giờ mình mới mua được một con ô tô để mà mình che mưa che nắng này, đúng không? Rất khó. Và mình được trải nghiệm những cái vượt những cái mình mong đợi. Và hơn nữa, cái mức tiền mà mình thu được ấy, rất ok đấy anh em ạ. Anh em tưởng tượng xem. Và đây là cảm nhận riêng của mình thôi. Còn những anh em khác có thể trong ngành vận tải, các bác đang lái công, các bác đang lái dịch vụ, các bác đang chạy dù, các bác đang chạy sân bay, rồi tất cả mọi thứ, có thể cái tính chất công việc nó sẽ được tự do hơn. Tuy nhiên thì em hài lòng với cái nghề này, với cái xe anh em taxi này, tuyệt vời ấy. Thì cũng phải một lời khuyên chứ, đúng không? Tất cả những anh em nào mà đang chạy hai bánh, tất cả những anh em đang chạy hai bánh, thực chất thì nếu mà anh em thi bằng rồi và muốn trải nghiệm một cái nghề khác mới và được làm việc như em, thì anh em nên thử, nên đăng ký và chạy. Thực sự là em cũng thấy được một cái sự may mắn ở trong cái con người em. Ngày trước ấy thì em chạy hai bánh, nhưng mà đến Tết ấy lại hơi ít việc làm, nên là mình tự nhiên mình ngồi mình nghĩ là thôi đi thi đấy cái bằng lái xe. Thì cái hồi em thi ấy, nó chỉ tầm 11-12 triệu thôi, thậm chí 10 triệu, còn thêm một chút chi phí 11-12 triệu thì em ra là cái bằng đấy. Cho nên là em cũng chớp được cơ hội khi mà xanh hết em tuyển tài xế trên 6 tháng thì em cũng đăng ký được luôn và có bằng của em được 2 năm rồi. Thì rất là tuyệt vời, một cái cơ hội đến cho em và em chớp lấy và được trải nghiệm những thứ ok như thế này. Có thu nhập và sức khỏe ok, có bảo hiểm y tế, và sắp tới em sẽ ký hợp đồng với xanh em taxi, tức là thành viên chính thức. Chứ còn anh em sẽ phải trải qua 2 tháng gọi là thử việc. 2 tháng thử việc này thì mỗi tháng sẽ giữ của anh em lại 3 triệu để lấy tiền cọc. Và khi anh em thành tài xế thực sự, ký hợp đồng với xanh em taxi rồi, thì tổng cọc của anh em sẽ là 8 triệu. Đó. Ok. Và đến phần tranh luận thì các bác cứ tranh luận bên dưới xem cái nghề này có đáng làm không. Và anh em cùng trong nghề ấy, anh em thấy cái điều gì khó chịu và cái điều gì mà rất là tuyệt vời, các anh em hãy comment bên dưới cho em và chúng ta cùng tranh luận bên dưới. Nhưng nên nhớ là các bác tranh luận với một cái tinh thần gọi là xây dựng và đóng góp thì mình rất là khuyến khích điều đó. Còn miệt thị hoặc là mang tính chất gọi là phê phán rồi ẩu đả nhau ấy thì thôi, không nên comment làm gì, tại vì trước sau gì em cũng xóa đi thôi nhá. Các bác nhé, để cho cái kênh chat của mình cũng như là cái bình luận của mình nó văn minh và vì một không gian mạng ok hơn, đúng không nào? Vâng, và em xin kết thúc cái video ngày hôm nay của em. Em đang vẫn như mọi khi thôi, Vinhome Smart City. Em vừa ăn cơm ở bên trong siêu thị xong, sạc pin đầy 100% rồi và tiếp tục chuẩn bị chiến đấu tiếp. Thank you anh em rất nhiều đã theo dõi video của em và nhớ để lại comment bên dưới cho em một like và một đăng ký kênh. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video sau.